Bữa nay là Vương đi mua xe ngựa về để cho làm cái khu du lịch Farm 550 á. Vương sạch vòng vòng á, trên Facebook á thì Vương gặp cái ông bác này, ổng có 3 chiếc xe ngựa. Bây giờ là Vương mua hết luôn 3 chiếc luôn. Chiếc này là Vương mua là 3.500, còn hai chiếc kia nhưng cũng đòi 3.500 luôn, nhưng mà để Vương trả giá luôn. Vương lấy ở Mỹ này là có một cái tộc người đặc biệt lắm, họ sống mà họ bệnh không đi bệnh viện, nhà họ không có điện, họ không đi xe, nói chung là tự sống tự sinh tự diệt, tự trồng cây tự ăn hết, không có đi chợ luôn. Ở trong nhà là coi như nước, mấy bạn biết không, không có xài giếng nước luôn á, nước là phải bơm bằng tay này, là xách xô vô nhà xài. Họ là làm cái chiếc xe này là cái người Amish, đặc biệt cái người Amish là họ làm ở bàn ghế tủ bàn đâu là coi như xài từ đời này qua đời khác luôn mấy bạn, nó bền khủng khiếp. Xe này là kéo được hai con ngựa, đây là chỗ ngồi của tài xế người đánh xe ngựa. Xe này có thắng đàng hoàng nè, mấy bạn thấy không, có đèn rồi nọ nè, có cây đánh ngựa đấy mấy bạn biết không. Mấy người Amish á, họ đi ra đường cũng tội lắm, họ đi bằng xe ngựa á, cho nên là nhiều người lâu lâu cũng bị tai nạn mấy bạn, tại vì xe ngựa chạy chậm lắm, mà xe ngựa giống như là chạy ngoài đường đâu có mấy chiếc xe kia đâu có thấy đâu, đụng chết hoài à. Vậy mà họ có không có chịu đi bình thường luôn, họ cứ đi xe ngựa vậy hoài.